Trận đánh vào Nhà Trắng phương Đông, Tết năm 1968. Quý vị và các bạn thân mến, trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, nghệ thuật biệt động phát triển đến đỉnh cao đã giáng những đòn sấm sét xuống đầu thù, lập nên những chiến công vang dội làm chấn động trong nước và thế giới, nhất là trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Góp phần cùng cả nước đánh bại chiến lược chiến tranh cục bộ của đế quốc Mỹ, buộc chúng phải xuống thang chiến tranh. Trận đánh vào Nhà Trắng phương Đông năm 1968 là minh chứng tiêu biểu. Vậy trận đánh này diễn ra như thế nào? Hãy cùng đón xem qua video ngay sau đây của Chân Dung Lịch Sử quý vị nhé! Tòa sứ quán Mỹ tại Sài Gòn, trước đó tọa lạc tại số nhà 39-41 đường Hàm Nghi. Ngày 30 tháng 3 năm 1965, đơn vị 21 biệt động quân giải phóng đã tấn công, dùng bộc phá đánh sập cả 5 tầng lầu, làm nhiều sĩ quan, nhân viên Mỹ, chư hầu chết và bị thương. Sau đó, Mỹ cho xây dựng mới tòa sứ quán ở góc đường Thống Nhất, nay là đường Lê Duẩn, giáp với đường Mạc Đĩnh Chi. Theo thiết kế, tòa nhà được bao bọc bởi 7.800 viên đá Terrado có khả năng chống được mìn và đạn pháo. Cửa chính là bằng thép dày, các cửa khác có kính dày đặc biệt chống đạn, tất cả điều khiển tự động. Trong đại sứ quán có 200 nhân viên phục vụ ngày đêm. Đại sứ Mỹ Bunker làm việc ở tầng dưới cùng với ekip, nhưng ngụ tại nhà riêng ở đường Pasteur gần đó. Viên phó đại sứ làm việc ở lầu 5. Ngoài ra còn có một dãy nhà phụ gọi là khu Norodom dành cho nhân viên tình báo CIA. Ngoài hệ thống phòng thủ kiên cố và 60 lính gác, còn có một hệ thống màn hình radar kiểm soát mặt tiền. Nhà Trắng phương Đông, nơi xuất phát những âm mưu thâm độc về chính trị và quân sự nhằm thôn tính Việt Nam, bị một đòn cảnh cáo nhớ đời trong giai đoạn cuối cuộc chiến tranh đặc biệt bởi đội trưởng 7B và đồng đội. Nay đến lượt Ba Đen và các chiến đấu viên của Anh đánh phá tan hoang vào cao điểm của chiến tranh cục bộ. Lẽ ra, sứ quán Mỹ đã tránh được bi thảm trong Mậu Thân nếu như vào giờ chót, phân khu 6 nội thành không nhận thêm mục tiêu với ý nghĩa ngắn gọn. Đánh Sài Gòn không thể không đánh sứ quán Mỹ. Nó đã bị bỏ sót trong kế hoạch tấn công Sài Gòn. Đó là mệnh lệnh của Tổ quốc, chỉ có chấp hành. Lúc này, giờ gờ cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 đã gần kề. Các mục tiêu nội thành như Dinh Độc Lập, Bộ Tổng tham mưu Ngụy, Đài Phát thanh, Biệt khu Thủ đô, Tổng nha cảnh sát đã chuẩn bị hoàn tất về người và vũ khí sẵn sàng vào cuộc. Lực lượng tinh nhuệ nhất của biệt động xây dựng, huấn luyện nhiều năm qua hầu như sắp được tung hết vào trận quyết định Mậu Thân. Các hầm vũ khí có sẵn trong Sài Gòn đã phân phối xong cho các đội biệt động chuẩn bị đột nhập nội thành nay mai. Vậy lấy đâu ra quân số vũ khí để tấn công tòa đại sứ Mỹ lúc này? Các đồng chí chỉ huy đau đầu thực sự. Cuối cùng thì cũng tìm ra được một giải pháp tình thế, gom tất cả số cán bộ, chiến sĩ giao liên, phục vụ của đơn vị bảo đảm thành lập đội biệt động mang số hiệu 11. Việc này chỉ có đồng chí Ba Đen, tức Ngô Thành Vân, nguyên là chỉ huy đội biệt động 159, sau là chỉ huy đơn vị A30 bảo đảm. Một cán bộ dũng cảm, bản lĩnh, dày dạn kinh nghiệm, tổ chức cơ sở nội thành kham được. Đồng chí Ba Đen nhận mệnh lệnh trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Tất bật, gia công, đi gom góp được tất cả 17 người tập trung ở Củ Chi, chờ tổ chức đưa vào nội thành. Riêng anh sẽ là người trực tiếp chỉ huy trận đánh ở Đại sứ quán Mỹ. Nhân sự tạm xong, nhưng vũ khí còn ở tận Trảng Bàng, Tây Ninh, phải chuyển ngay vào Sài Gòn. Lúc này chỉ còn hơn một ngày nữa là tới giờ nổ súng. Chiến sĩ lái xe Ba Báo, người thường xuyên dùng xe nhà chở vũ khí cho biệt động, nhận lãnh sứ mệnh quan trọng này. Theo lệnh của đội trưởng Ba Đen và chính trị viên Hai Chí, Ba Báo đánh xe lên Bào Mây, An Tịnh, Trảng Bàng vào sáng 30 Tết, bỏ cả việc cúng tất niên của gia đình. Khi anh lên Củ Chi, bọn lính đi càn, trực thăng quần đảo ầm ĩ làm dân sợ hãi. Nhưng ông năm đây đã chở xe bò vũ khí gồm 12 khẩu AK, 3 khẩu B40, 2 khẩu súng ngắn, 100 quả lựu đạn, 200kg thuốc nổ TNT và hàng ngàn viên đạn ra điểm hẹn. Ông đứng trên xe, mình trần, râu bạc phơ, lớn tiếng động viên bà con anh em cơ sở cách mạng. Có chết tôi chết tại đây cùng với mấy chú, mau đưa hàng vô Sài Gòn. Chừng đó vũ khí giấu trong các tấm cà tăng và cần xé chất toàn cà chua chuyển lên xe. Ba Báo ngụy trang kỹ lưỡng, cấp tốc chạy về Sài Gòn, lại gặp rắc rối. Khi qua khỏi Bào Mây một quãng,
một nhà sư vẫy tay xin quá giang. Sau một lát lưỡng lự, ba báo gật đầu. Anh nghĩ lúc này có một nhà sư trên xe chúng mới bớt nghi ngờ. Nhưng gần tới trạm khét tiếng Hồng Châu của bọn cảnh sát thì họa vô đơn chí. Xe anh đụng chiếc Vespa của một gã anh chị có khẩu côn ló chui ra khỏi túi quần, khiến con bồ của hắn văng xuống đường. Bà báo xuống nước năn nỉ mãi và bấm bụng bồi thường 3.000 đồng, hắn mới đá đít cha qua. Lẽ ra Moppo hư bảng số chỉ đến 2.000 đồng là cùng. Hối lộ dọc đường vài lần nữa, bà báo lái xe về trung tâm thành phố. Đến điểm quy định giao hàng, nhưng cơ sở của ba đen bị bể. Bí quá, ông đành lái cả kho vũ khí đem đút vào gara ở Phú Nhuận rồi bỏ đi. Quá là chuyến xe nặng vía, không ai dám chứa. Khi rời khỏi nhà anh vợ, nó chạy đồn đáo khắp phố mà vẫn chưa có chỗ trú chân. Khẩn cấp quá, lúc này ba đen và hai chí phải cầu cứu ba Trinh, một cán bộ lãnh đạo dân vận ra tay chạy vạy thương lượng. Đến sát mùng 1 Tết, đồng chí Hai Phê mới đồng ý cho ba báo re xe vào nhà. Từ lúc ấy, ba báo như chút được gánh nặng ngàn cân. Nhưng trong nhà 69 Phan Thanh Giản, đây là đường Điện Biên Phủ. Anh em đội biệt động 11 đã tề tự đông đủ ở đây và bắt đầu thao tác thiết bị chất nổ thành từng gói bộc phá và chuẩn bị phân phối súng đạn cho từng cá nhân. Trong khi ngôi nhà trách trước mặt là cơ quan của ngụy, bọn mật vụ và bọn cảnh sát đang đi lại và ngó ra đường. Đến giờ chuẩn bị xuất phát, đồng chí Hai Phê nhận ra người đến chúc Tết gia đình tối 30 mang hộp mứt nặng trịch, bên trong là thuốc nổ, là ba đen. Một nhân vật mà chỉ nghe tiếng, bà đã hết lòng khâm phục. 1 giờ 30 phút ngày 31 tháng 1 năm 1968, hai chiếc xe, một du lịch, một vận tải nhẹ đến đậu êm trước nhà. Bà Hai mở cửa nhẹ cho xe vào sân, rồi cùng người nhà giúp anh em nhanh chóng được vũ khí lên xe. Đội trưởng ba đen hỏi lại đường đến sứ quán Mỹ, rồi dặn bà cho các cháu xuống ngủ dưới nhà, không nên ngủ trên cao. Bà Hai Phê hiểu trận đánh sắp xảy ra. 1 giờ 45 phút, hai chiếc Peugeot và Dolphin do Tư Hùng và Bảy Thuận điều khiển trực chỉ mục tiêu sứ quán Mỹ lao vút đi trong đêm. Lát sau, rẽ vào đường Mã Lĩnh Chi ra đường Thống Nhất. Trên chiếc xe du lịch Dolphin gồm có ba đen chỉ huy chung, Bảy Tuyền, phái viên sở chỉ huy phân khu, Út Nhỏ, trực tiếp phụ trách đội. Số anh em còn lại đi trên chiếc Peugeot, tất cả có 17 cán bộ chiến sĩ. Thấy còn trống thời gian, ba đen cho xe chạy từ từ về phía nhà thờ Đức Bà, rồi quay ra sứ quán Mỹ. Thành phố dường như còn mê ngủ. Cả hai chiếc xe của đại đội 11 bất chợt dừng lại trước tòa nhà cao lớn, làm bọn lính gác giật mình. Nhưng chúng chưa kịp định thần thì hai chiến sĩ Văn và Chính đã nổ súng. Hai tên quân cảnh Mỹ gục xuống trước cổng thép khóa chặt. Tường bao quá cao không thể leo vào được. Lập tức, đồng chí Tèo và Được dùng bộc phá đánh thủng một lỗ lớn ở gần lô cốt góc đường Thống Nhất, Mạc Đĩnh Chi. Toàn bộ chui qua đường lọt vào khuôn viên đại sứ quán Mỹ. Mấy phát B-40 liền chọc vỡ mặt tiền tổ ong của tòa nhà. Toàn đội chia làm 4 mũi, 2 mũi án ngự 2 cổng. Một mũi đánh vào dãy nhà nhân viên sứ quán, một mũi do đồng chí Ba Đen và Út Nhỏ chỉ huy đánh thẳng vào tòa nhà. Trong 5 phút đầu đã diệt hết bọn lính bảo vệ, chiếm tầng trệt và phát triển lên lầu 1, bắt nhiều tù binh tống vào phòng giam lại. Daniel, một trong hai người Mỹ hét to trên làn sóng vô tuyến. Chúng đang tới! Chúng đang tới! Cứu tôi với! Thế rồi điện đài bỗng ngưng bặt. Sau đó người ta tìm thấy xác Daniel với một vết đạn cắm vào đầu. Còn người Mỹ kia, Sabas, binh nhất thì bị một viên đạn xuyên thủng ngực. Lúc 3 giờ 5 phút giờ Sài Gòn, một chiếc xe đi tuần của quân cảnh Mỹ bắt được tín hiệu phát đi từ sứ quán. Từ phía Dinh Độc Lập vội chạy tới. Hai tên quân cảnh vừa từ trên xe nhảy xuống lại bị bắn gục tại chỗ. Nhận thấy tiểu đoàn 716 quân cảnh Mỹ không đủ sức bảo vệ đại sứ quán Mỹ, Fred Wayan, tư lệnh lực lượng Mỹ vùng 3 chiến thuật, điều một bộ phận của sư đoàn dù 101 ở miền Đông đổ quân bằng trực thăng xuống sân thượng tòa đại sứ, nhưng bị hỏa lực biệt động bắn lên quá mạnh phải bay đi. Trận đánh trở nên ác liệt, các mũi xung kích đều bị thương vong, phải chống đỡ phía trước và sau tòa nhà. Hỏa lực địch từ cao ốc bắn tới. 5 giờ sáng, địch đã bao vây phía ngoài. Trực thăng lại ồ ạt đến đổ quân, nhưng bị các chiến sĩ ta bắn hất ra xa. Đến lúc này vẫn không thấy bóng dáng 200 thanh niên và sinh viên đến tiếp ứng như trong kế hoạch hiệp đồng. Biết là phải chiến đấu đơn độc, nhưng anh em vẫn ngùn ngụt quyết tâm. 7 giờ sáng, quân cảnh Mỹ mang mặt nạ đầu heo xông vào cổng chính. 20 phút sau đó, hãng AP Mỹ đưa tin do ký giả Peter Annett từ Sài Gòn điện về New York. Việt Cộng đã chiếm lĩnh bên trong tòa đại sứ. Không còn ai canh giữ. Một số tù binh tự chạy ngược lên lầu.
Đồng chí Ba Đen chĩa súng lùa tất cả chúng vào một phòng rồi khóa cửa lại. Tổ chiến đấu của ông đã lên được tầng 3. Lúc này bọn Mỹ đã đổ được quân xuống sân thượng, tổ chức đánh từ trên xuống. Tổ biệt động quét AK diệt một số tên, bọn còn lại lùi trở lên. 7 giờ 30 phút, lính Mỹ phản công dùng cả hơi ngạt phun xuống làm các chiến sĩ sặc sụa, tức thở, nước mắt nước mũi chảy ran rụa. Anh em cố chịu đựng và tập trung hỏa lực vào quân địch. Thấy một phòng đóng kín, nghi là có đại sứ bunker bên trong, đồng chí Ba Đen ra lệnh cho đồng chí Vinh bắn phá cửa. Đồng chí Vinh phóng vào cửa một trái B-40, giấy tờ trong phòng bốc cháy. Do mảng tường chắn phía sau quá gần, đồng chí Vinh hy sinh ngay khi bóp cò súng. Phía trên, địch vẫn lao xuống. Mạng phóng vào chúng một quả B-40. Nhiều tên Mỹ cháy rụi, nhưng anh cũng hy sinh do mảng tường chắn phía sau quá gần như trường hợp của Vinh. Đồng chí Ba Đen bị hơi ngạt trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh, lần mò trong khói đạn, theo cầu thang xuống tầng trệt. Tại đây, chiến sĩ Đực hy sinh nằm bên cạnh út nhỏ bị thương gần kiệt sức. Phía ngoài đường, bọn chiến tranh tâm lý dùng loa phóng thanh kêu gọi các chiến sĩ biệt động đầu hàng. Địch ném xuống từng chùm lựu đạn, tạo nên màn khói dày đặc. Út nhỏ quằn quại đau đớn rồi tắt thở. Nhờ có thùng phi cát phóng hỏa, đồng chí Ba Đen chỉ bị trọng thương. Trong tình thế nguy kịch, ông kiên quyết sống mái với chúng. Ông lượm được quả thủ pháo từ tay chiến sĩ được buông ra, áp sát cửa chắn cầu thang chờ giặc. Không còn nghe thấy tiếng súng bắn trả, bọn Mỹ dò dẫm xuống chân cầu thang, đám ở ngoài sân cũng lần tới. Chút sức còn lại, cộng với lòng căm thù, đồng chí Ba Đen giật nụ xòe quả thủ pháo định ném vào chúng, nhưng không còn đủ lực ném ra xa. Ông ngất đi trong tiếng nổ chuyển rội khu nhà. Don Oberdorfer từng viết: Foray thận trọng chui qua lỗ tường. Anh ta thấy một lính Việt Cộng bị thương nặng đang cố gượng ngồi trên bãi cỏ và lăm lăm quả lựu đạn trong tay, sẵn sàng ném ra. Foray ngắm mục tiêu người lính trong đường ngắm của khẩu súng thì một tia chớp màu da cam lóe lên trước mặt anh ta. Người lính biệt động cộng sản đã tháo chốt quả lựu đạn nhưng không đủ sức để ném đi. Đây có lẽ là một trường hợp khiến bọn Mỹ kinh hoàng nhất trong trận đánh. 9 giờ sáng, địch mới tràn ngập chiếm lại tòa nhà ngổn ngang xác chết. Đội 11 biệt động được tổ chức gấp rút trong vòng 4 ngày, không có vũ khí ém sẵn trong thành phố, đã chiến đấu cực kỳ anh dũng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đánh chiếm tòa đại sứ Mỹ từ tầng 1 đến tầng 3, giữ trận địa được 6 giờ 30 phút, vượt chỉ tiêu cấp trên giao là 4 tiếng rưỡi đồng hồ, diệt và làm bị thương nhiều địch, phá hủy nhiều phương tiện tài liệu của chúng. Toàn đội 17 cán bộ, chiến sĩ đều hy sinh, chỉ còn lại một người bị bắt là đội trưởng Ba Đen. Anh trở thành nhân chứng duy nhất còn lại của trận đánh sứ quán Mỹ. Trận tấn công của biệt động vào đại sứ quán Mỹ làm chấn động toàn nước Mỹ. Trong quyển sách Tết, dày 380 trang xuất bản tại New York, nhà báo Mỹ Don Oberdorfer có mặt ở miền Nam vào dịp Tết Mậu Thân đã dành hẳn chương 1 để nói về ảnh hưởng của trận đánh này. Có đoạn viết: Tuy là một trận đánh nhỏ về số người tham gia, nhưng đã kích động mạnh mẽ công chúng Mỹ về chính trị và tâm lý. Sứ quán Mỹ, nơi ngọn cờ sao và vạch chính thức cắm trên lãnh thổ Việt Nam, là điểm tượng trưng cho cố gắng và quyền lực Mỹ, làm cho người ta nghĩ rằng lực lượng cộng sản mạnh hơn nhiều so với mức chính phủ Mỹ mô tả. Và như vậy, chiến tranh còn lâu mới kết thúc. Báo Washington bình luận: Dân chúng Mỹ choáng váng, không khí Washington ảm đạm, Tổng thống vừa đau tim vừa đau đầu, sự sừng sốt ngày đầu chuyển sang dã rời tuyệt vọng. Nhà Trắng phương Đông không dừng lại ở sự kiện bi đát Tết Mậu Thân, mà một sự kiện khác không kém phần cay đắng nhục nhã là cảnh hỗn loạn tháo chạy xảy ra trong hai ngày 29 và 30 tháng 4 năm 1975 của giặc Mỹ và đồng bọn. Trước sức tấn công như vũ bão của quân và dân ta trong chiến dịch Hồ Chí Minh, tớ, thầy, Mỹ, Ngụy, hàng ngàn tên chen lấn đạp nhau tranh giành một chỗ trên sân thượng để hòng được trực thăng cứu thoát. Chiến tích trận đánh chiếm tòa đại sứ trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 68 đã góp phần dẫn đến thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Cuộc tháo chạy tán loạn của chúng đã hằn lại một vết đen lịch sử, mặc dù tòa nhà 6 tầng nghênh ngang mất dạng. Nơi đây chỉ còn lại là một tấm bia với những dòng chữ giản dị, nhưng Tổ quốc và nhân dân thì mãi mãi ghi công các chiến sĩ biệt động đã xả thân về sự nghiệp chiến đấu giành độc lập tự do cho đất nước Việt Nam mãi mãi trường tồn. Bạn có cảm nhận ra sao về trận chiến tại Nhà Trắng phương Đông của biệt động Sài Gòn? Hãy để lại ý kiến xuống phần bình luận của video và đừng quên đăng ký kênh để đón xem những số phát sóng tiếp theo của Chân Dung Lịch Sử. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại.